Xin chào các bạn. Sau 2 ngày tham quan tắm biển tại các cái địa danh nổi tiếng ở Vũng Tàu, bây giờ mình theo cái tuyến quốc lộ 55, mình đi về La Ghi, Bình Thuận ha các bạn. Còn khoảng 11 cây số nữa sẽ tới biển Cam Bình. Đó có bãi biển đẹp, mình sẽ tắm ở đó. Rồi mình sẽ đi thị xã La Ghi, mai là sẽ đi Phan Thiết. Nói chung là sẽ đi hai cái địa danh nổi tiếng là Vũng Tàu và Phan Thiết. Đường xá ở đây rất là to, dễ chạy ha. Ven đường cây cối nè, mát mẻ. Cần tới rồi các bạn, điểm du lịch cộng đồng Cam Bình. Đi vô đây tìm chỗ gửi xe ra bãi tắm các bạn. Đây là bãi biển Cam Bình, buổi chiều là người ta đi tắm nè. Khá kìa. Đi xuống bãi biển nha các bạn. Xung quanh quán là bàn ghế rất là nhiều. Sau khi đi tham khảo giá phòng và dịch vụ gửi xe ăn uống ở đây, giờ mình đi ra biển nha các bạn. Bãi biển chiều nay giấc 4 giờ. Trời còn rất là nắng. Có con lò này. Rồi nó kéo xe bông. Ồ, con trâu. Cái này con trâu chứ hả?
Chia sẻ cảm giác coi hai thí sinh để coi mẹ có đi không, ba có đi không, đã không, đã không, mấy phút gì hả? Rồi rồi chốt chị kịp anh với chị đi vòng chơi. Ủa ngầu rồi đó. Ra thị xã La Ghi nha, đi kiếm đồ ăn nha các bạn. Tắm nguyên buổi chiều đi cano lướt sóng à. Giờ bắt đầu đi kiếm đồ ăn. Đây là trung tâm của thị xã La Ghi, nó cách cái bãi biển Cam Bình á 8 cây số. Cũng có nhiều quán ăn lớn lớn. Này giống như là cái quảng trường rồi mà rộng à. Ủa, này nó có khu công nghiệp là nó thành thành phố liền như là Vĩnh Châu mình đâu có. Thấy người ta thị xã của người ta thấy hoành tráng không? Ừ. Thị xã là ghi to, thị xã Vĩnh Châu nhiều ha. Có bánh canh mì Quảng nè. Ăn là mì Quảng em. Mì Quảng. Mì Quảng kìa. Ừ. Nhớ ra ăn mì Quảng. 25 bài 15k. Mì Quảng có cái bánh đập gì không? Cái đó là của Quảng Nam à. Thì mì Quảng hơn cái sợi nó nông ấy là cái gì mà mì Quảng ở ngoài Quảng Nam á, là nó là cái sợi như cái sợi hủ tiếu á. Không, còn cái đủ qua giờ mình chạy 518 cây rồi. Ngắm một vòng thị xã rồi mới chọn quán nữa. Đặc sản của La Ghi thấy nó ghi là một số loại bánh như là bánh canh, bánh xèo, cũng hải sản, có dê thì dưới mình cũng có, nên là lăn tăn suy nghĩ về nước Mỹ chưa biết ăn gì. À, cái bụng bình này biết lớn rồi các bạn, bình của thị xã La Ghi. Ba thắng số nè. Ừ, bình bít lớn rồi. Tôi thấy hải sản không êm lắm. Đúng rồi, bánh canh. Đây cũng đập đồng rồi.
cơm sườn bánh canh nhà thờ là ta. Bây giờ muốn ăn gì? Con muốn thử bánh canh mà. Bánh canh á hả? Chưa thấy. Sao bây giờ chẳng thấy ha, đặc sản. Thị xã là gì nữa mà? Con đường này nó rộng quá à, như công viên này, này công viên quá. Mà biết biết là vô cái ba quán đó không? Quán đó thì người ta ngồi ta ăn đông lắm á. Quán nó nhiều món á. Ừ. Ủa, nó có khu khu chơi nữa nè. Ăn xong qua đây chơi hả? Thôi rút tiền để dành tiền để chơi Nova World được hơn. Thì giờ đi ăn bình thường thôi. Ừ. Hôm qua đã ăn đậm đà rồi. Bắt đầu đi dạo. Đi uống Coca-Cola ở đây có tiệm mát á, tại ở dưới mình có mua 2 tầng 1 rồi, ai biết ở trên đây có mua. Nó cũng là hệ thống của nó đó. Con suối. Lại nha. À, chuyển món đó mà. Dạ. Đi vòng vòng mà trời ơi, cái như cái quảng trường nhưng mà rộng rộng dữ. Cái đường như đường phố nha. Ừ. Biết rộng luôn á. Cái khoảng đất này mà đi tập thể dục đã luôn nè. Ừ. Rộng hơn hôm qua ở Vũng Tàu cái khu đó luôn á. Nó ba bồi ba bè bốn bên luôn nè, con đường biết dài luôn nè các bạn. Nãy đi đường bên kia, bây giờ qua bên đây. Trời đã luôn nè. Đi vòng lại bùng binh. Tiếp tục. Ba chốt cái quán kìa kìa. Cánh mì quảng và hủ tiếu. Ăn cơm kia có cơm, chẳng thích ăn cơm à. Sau một hồi suy nghĩ đã quyết định chọn bán quán phở Kim. Nó có các cái món như là phở bún bò Huế, bánh canh chả cá. Quán này nó nằm ngay Bùng Binh rồi các bạn. Bùng Binh của thị xã La Ghi. Ngồi trên đây nhìn ra. Ăn đi con. Đây, tô bánh canh chả cá. Mời các bạn ăn tối với nhà mình nha. Đồ gạo. À, cái tô của em là tô bún bò. Cái này mới bánh canh. Ừ. Nhộn. Đây là bánh canh chả cá. Đây là bún bò. Bò luôn hả? Bún bò không hành ngò, cuộc đời rất ư là... Cuộc đời là tuyệt vời. Xã của ta bao nhiêu cà phê, sữa tố nè. Bán đồ ăn nguyên một dãy phố rồi. Đi đằng kia một dãy bán đồ ăn à. Trà sữa ăn quá trời. Mọc. Thị xã à. Da gà rán, cơm gà sốt. Nguyên cái phố này là bán đồ ăn không nè. Chúng mình đâu có sự chỗ nào được sầm uất vậy đâu. Có cái khu cái gì ta, chỗ cây nhãn hả? Cây nhãn là gì, chỗ Dương Cha cũng bán nhãn nhưng mà đâu có nhãn cây nhãn. Ô bông lên nữa hả? Tầm của
Ồ, sao cái phố bán đồ ăn này nó dài dữ vậy ta? Mới đúng là đúng với lại cái nghĩa là thị xã chứ sao thành phố thôi. Như vậy là đúng nhất là rồi. Mấy cái quán lớn lớn không hả? Nãy mình mới vô cái quán nhỏ nhỏ là mình đã vô rồi. Buôn hộp cơm đi, hồi về cho xích ăn nha, xích. Xích đây. Nó có đói đâu. Hồi nó kêu thôi đừng có mua. Hồi dư giờ. Nói chung là mà hồi đi uống cái gì đó là được rồi. À, hồi đi uống cái gì đó không? Đi toko đi để nó đi ra đi. Toko toko thì trên đường về á. Mà trên hôm xưa ở đây nó cũng có mua 3, mua 2 tặng 1 hay sao? Thì nó chuỗi hệ thống là mình cứ đi vô mình coi. Tại chỗ mình nó ế quá nó mới có mua 2 tặng 1. Bánh canh cua, súp cua. Đâu ế lắm luôn. Nó tách tôi đâu phải đâu. Toco nhìn là biết rồi nó có ngôi sao không? Không gần á. Toco là linh vật của nó là ngôi sao á. Không à. Mà nếu mà cái đề con nó không có ngôi sao là không phải Toco đâu. Để hồi đây, ba thấy trên đường về nhà mình có cái Toco đẹp lắm á. Mà xu gì lại nó đóng không ta? Về nhà mình nghĩ mới ghê. Mới có 7 giờ mấy. Cơm nhà mình uống trà sữa có gì đâu bạn. Thôi bây giờ đó mua cho 3 ly chè Thái. Okay. Nói chung là thường thường mình là thần tài của mấy cái quán á. Lúc nào mình lại là mấy cái quán nó cũng có khách hết á. Ít khách là mình lại là có khách liền à. Gì hả? Hay vậy sao? Để ý nhiều lắm rồi đó. Kiếm mà chè Thái hả? Nó nằm khúc nào nha? Chỗ ngã tư hả? Để ý đường cho ba nè. Nói chung nó là thị xã du lịch cho nên nó hoành tráng hơn. Hơn là thị xã Bến Châu. Thị xã Bến Châu. Cầu du lịch mà phải có chỗ này chỗ kia với du khách người ta đến đông, ta đi tắm biển ở trong Cam Bình người ta ra đây rồi người ta đi Phan Thiết người ta ở đây thì nó phải lớn hơn rồi chứ mình đâu có du lịch gì đâu. Wow, hay là ngay cái dòng xe hồi nãy luôn ta. Ồ, cổ nó lấy chỗ ngã tư. Ủa mà ngã tư thì cổ nó là kế bên đây chứ. Sao mà cổ nó ngã tư luôn kỳ ta. Cô gấm. Còn ngã tư nào nữa hả? Chẳng ai. Sao ngã tư nào đó. Ngã tư là chỗ này. Nãy chỗ mình ăn là ngã tư mà. Trà sữa, trái cây, đồ ăn. Không uống. Ở bụng bên dưới. Là phải uri đâu. Bụng bên dưới. Chè sinh tố chân trăng. Vậy đâu không? Nó phải đâu. Không phải uri đâu. Thôi trời đó, ghé đợi. Thôi. Để giờ kiếm uri đâu nghe đâu. Không phải. Hay là chạy xuống nữa. Không biết. Đúng rồi, chè Thái nè, chỗ này ngon. Quay lại cái góc của Hồ Liêu. Cái khu vui chơi. Đi xuống tới cuối con đường luôn. Ta chơi ngoài này đông lắm. Như là du khách chơi không chứ dân đây nó có lại chơi không ta? Tắm biển quá ngạt mũi luôn à. Đi tới cuối con đường luôn á. Nhưng nghĩ cách biển 600 m. Đi bộ à? Thì đi bộ 600 m. Thì đi xuống đi về làm cây 2. Đi gửi xe thì 40 nghìn.
đi bộ đi. Đi thể dục. Tắm xong mình về mình. Nó quá trời rồi. Lúc mà đi Nha Trang mình cũng đi bộ. Không phải gì, phải Nha Trang. Nha Trang. Côn Đảo. Côn Đảo nào? Xin lỗi. Nha Trang hồi đó bé xíu xíu. Mà Nha Trang cũng đi bộ mà đúng không? Ừ. Vẫn đi bộ. Đi đâu mà chả đi bộ. Cây xanh nhiều. Đó. Đá cầu. Cầu lông. Xích cái gì nữa nó nghiền cho cầu lông à. Nhiều quá nghe xin đẩy cho anh sáng đi về. Thôi. Doanh trại ở đây có hội đồng nhân dân ông mình có hội đồng nhân dân không ạ? Có lâu mà không có hội đồng nhân dân. Ai biết thấy có ủy ban nhân dân nó lớn lớn mà còn lâu mới có hội đồng. Của đời của đời. Ừ. Quá trời ta chơi rồi ta ngồi giống như Sài Gòn ha. Chơi đông đông á. Tới đèn xanh đèn đỏ chuẩn bị hết một cái vòng một tour đó đi nữa là tới bụng mình lớn vòng vòng mà hai cái bụng mình ha một bụng mình thì ăn chè một bụng mình thì ăn bún bò. Xe mà dài về cả cây số mà. Ừ, cả cây số. Em cũng chưa dám quay à. Mà bữa nay ngày trong tuần. Thiệt là buồn ngủ. Rồi tới vùng biển lớn. Bữa nay đi đâu có phê mà hôm qua đâu ta? Qua đi xa. Hôm nay di chuyển ít hơn. Di chuyển ít hơn nhưng mà mình chơi nhiều quá vậy. Quán Quyền.
chụp hình không? Rồi 1, 2, 3. Ban đêm mình nghỉ ở La Ghi là nhà trọ Trần Nguyễn nha các bạn. Trần Nguyễn. Nói chung là phòng ốc giá cả cũng hợp lý. Phòng đơn thì 250, phòng đôi thì 500. Rồi mình hôm qua được ở phòng đôi mà cũng có 250 à. Tại cái máy lạnh nó bị hư á, phòng đôi, phòng đơn hư, người ta cho mình ở phòng đôi cũng tính tiền phòng đơn luôn. Chung là ngủ ngon lành. Đây là khung cảnh trước cái nơi mà mình nghỉ đêm nè. Cái này đi theo cái lối vô bên trong nữa là đi đến bãi tắm á. Theo Trần Nguyễn. Bây giờ mình đổ đường ra thị xã đi kiếm đồ ăn và di chuyển đến Phan Thiết. Đây là ngày thứ 3 trong cái hành trình du lịch phượt tự túc của gia đình mình. 6:30 sáng. Thời tiết còn rất là êm dịu nha các bạn. Đường phố cũng rộng rãi mà ít người. Hồi tối nhà mình đi chơi vòng trên con đường này, đi ra ngoài thị xã rồi đi về đó ngủ, giờ trở ra thị xã ăn sáng rồi di chuyển đi Phan Thiết. Đây đến Phan Thiết là khoảng mấy chục cây, 75 cây nữa, từ thị xã La Ghi đến thành phố Phan Thiết là 75 cây số. Sau một hồi di chuyển ra thị xã, bây giờ mình đến cái quán cơm phần cơm tấm nhé, 86, để ăn sáng nha các bạn. Nó cũng nằm ngay bùng binh kế cái quán bún bò buổi tối mình ăn nha. Quán cảnh buổi sáng nè. Menu. Sau 5 phút chờ đợi, thức ăn đã có trên bàn nữa bạn. Wow. Rồi miếng sườn của Six sao nó dài dữ vậy trời. Nó mới đổi với bà. Six à, nhìn nè, nhìn nè, nhìn mẹ nè. Nó đổi đi. Mẹ chụp hình với ba con nè. Cái bùng binh ngay thị xã, vùng binh lớn, thiệt lớn nữa ạ. Nhìn trong quán cơm sườn ra là thấy rồi ạ. Đường thanh thang. Sau khi ăn cơm xong, bây giờ mình đã đi đến để mình mua cà phê mang đi uống nha. Cà phê pha máy nhìn cũng rất là ok, có cà phê muối 3 ly, 2 ly cà phê đá, 1 ly cà phê sữa, 1 ly trà đào là 59.000. Có kèm theo trà đá để uống tráng miệng luôn nha các bạn, rất là chỉn chu nha.
sau khi ăn sáng bằng cơm sườn ở quán 86 ngay Bùng Binh của thị xã La Ghi và mua cà phê mang đi. Sáng nay thì nhà mình chọn được hai cái quán này rất là hợp nha các bạn. Cơm sườn là do bạn Hưng, bạn ấy chọn, ăn rất là ngon và phong cách trình bày nhìn rất là bắt mắt. Sườn bị chả một dĩa 45.000. Cà phê mang đi thì giá cũng bình dân, giống như Vĩnh Châu mình vậy đó. Có khuyến mãi thêm trà đá. Bây giờ mình đang đi trên cái tuyến quốc lộ 55 để đi đến Phan Thiết. Và trên đường đi thì mình sẽ tham quan ở mũi Kê Gà. Đường phố thì rất là thông thoáng nha các bạn. Đường đèo, đường dốc đó, nhưng mà rất là rộng. Chạy xe rất là êm. Còn khoảng 20 cây số nữa thì mình sẽ đến tham quan ở mũi Kê Gà. Giờ đây là cái khu vực mà có phát triển về du lịch, cho nên là cái điều mà mình nhận thấy đó là về giao thông, về đường bộ, cơ sở hạ tầng rất là phát triển nha các bạn. Quán xá thì buổi tối đi tham quan rất là nhiều quán ăn, có nguyên một phố luôn, và có những cái khu mà để cho du khách chơi thể thao, đi dạo, đi bộ. Đường thì rộng rãi nè. Đây là đang trên đường Lý Thái Tổ của thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Bình Thuận nha các bạn. Quá trời vườn luôn nè. Còn 10 cây số nữa là tới mũi Kê Gà. Vườn nào cũng thanh long không. Ở đây cũng có sen ha. Thanh long quá luôn. Vườn nào cũng có thanh long. Mùa này thanh long rẻ, người ta không có cho trái. Wow, bông không. Hôm qua là ở đằng kia là nhà bà cố nói là bỏ, hái bỏ luôn đó. Mùa mưa này cứ 15 ngày là bắt đầu nó ra một đợt. Trái rẻ quá thì nó sẽ không bù lại được với cái tiền. Quá cái vườn này tốt nè. Bù lại với cái tiền phân bón, tiền chăm sóc. Đi đường miền Tây lên đây cái khoái. Quá trời thanh long. Thanh long có bắp không? Bên trong giữa sâu sâu những bắp là thanh long. Thanh long quá trời, cây nó tốt. Thanh long với chuối. Đây phát triển nông nghiệp cũng nhiều ha, thanh long này đó. Thanh long ruột đỏ. Trời thanh long hằng hà xa số mà. Nhìn xa xa bên trong
cũng bao nhiêu công. Đất thưa, lúa đất rộng người thưa. Hồ thấy núi rồi. Nãy giờ đi qua Bình Thạnh xích nó không thấy núi đâu, núi rồi nè nè. Cái gì mẹ chụp cho con tắm núi? Núi hôm qua tới giờ mẹ chụp nhóc tắm rồi đó. Quá trời núi luôn. Núi đồi lồng lộng. Mình phải bỏ công sức, thời gian, tiền của mình đi xa mình mới đến được đây thì mình ngắm cảnh cát, để mình cát, núi đó toàn cát trên núi không? Cát không? Cát trắng trắng không đó? Cát dài xuống. Để mình thấy được là nơi mình ở khác ở đây như thế nào. Ở đây chắc cát mình xây nhà cát kìa. Chưa biết. Cứ lên núi đào lấy xuống. Chắc tự đào. Phải có khai thác rồi phải có này nọ.